tàu điện với những tuyến tỏa ra từ bờ hồ Hoàn Kiếm tới các cửa ô kéo dài tới tận Hà Đông là phương tiện giao thông công cộng phổ biến với mọi người dân Hà Nội thế kỷ 20. Theo thời gian, những đoàn tàu với những âm thanh leng keng rất đặc trưng, cần mẫn chở khách làm nên hình ảnh phố thị đất kinh kỳ thuở nào đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn trong những thước phim tài liệu, những bức ảnh, những bài hát. Mới đây nhất, trên phố cổ Đào Duy Từ lại xuất hiện hình ảnh một toa tàu điện được tái hiện với kích cỡ thật, thu hút sự tò mò, thích thú của giới trẻ, bởi những hình ảnh tưởng chừng như chỉ còn lại trong thi ca, nhạc họa lại hiển hiện chân thực giữa đời thường. Em thấy ấn tượng với cái toa tàu điện này, vì em nghĩ là cái toa tàu điện này nó chỉ có kiểu ở ngày xưa ấy ạ, chứ bây giờ ở hiện tại nó không có ấy ạ. Em đi nhiều điểm chụp ảnh mà, nhà em chơi kiểu địa điểm chụp ảnh nào mà kiểu nó được kiểu cổ kính như này ấy chị, nó cũng khá là lạ. Nó không phải như những quán cà phê hay là cái background. Ông Đinh Văn Tuất, một người dân phố cổ Hà Nội, thực sự ấn tượng với mô hình tàu điện này vì nó gợi lại cho ông ký ức về một Hà Nội xa xưa đầy hoài niệm. Tôi là người dân ở Hà Nội, sống sinh ra và lớn lên. Thấy ở cái mô hình này thì cũng rất là gợi nhớ lại cho tôi những cái kỷ niệm xưa mà tôi đã từng đi rất là nhiều rồi. Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, những nét văn hóa xưa của Hà Nội dần mai một. Do vậy, việc tái hiện những hình ảnh gắn liền với Hà Nội một thời cũng chính là để giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của thủ đô. Bức ảnh mà vẽ Hà Nội xưa cũ thì đều gắn liền với hình ảnh tàu điện. Em muốn được trải nghiệm về quá khứ của ngày xưa, nhưng mà từ bây giờ thì là không còn tàu điện để đi nữa rồi. Thì là chỉ có chụp lại ảnh qua những cái rộng lên như thế này thôi chị. Hà Nội ngày nay đã đổi thay nhiều. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp hơn. Nhịp sống dường như nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tàu điện đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những phương tiện giao thông mới. Nhiều con phố tàu từng đi qua giờ đã là phố cổ. Những người từng gắn bó với tàu điện thuở nào dần trở thành những người muôn năm cũ. Với mô hình tàu điện này, không chỉ người cao tuổi mà cả thế hệ trẻ ngày nay đều nhớ về Hà Nội một thời hoài niệm với thanh âm leng keng tàu sớm khuya thuở nào.